Thưa quý vị, ngày hôm qua, giải đấu chuyên nghiệp bộ môn Liên Quân Mobile đấu trường danh vọng mùa đông 2022 đã khởi tranh cùng thông điệp thể thao cho thế hệ mới. Giải quy tụ 10 đội tuyển tham dự với số tiền thưởng kỷ lục 6 tỷ đồng. Trong trận khai mạc, bất ngờ đã xảy ra khi ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch V-Gaming sẩy chân trước đội tuyển Heavy. V-Gaming vươn lên dẫn trước ở ván đầu tiên. Tuy nhiên sang ván thứ hai, Heavy bất ngờ sử dụng chiến thuật backdoor để giành chiến thắng. Kể từ ván đấu thứ ba, bom tấn chuyển nhượng của mùa giải là vận động viên Pro-E Trần Quang Hiệp. Với đẳng cấp của một người từng hai lần vô địch thế giới, vận động viên này đã dẫn dắt toàn đội đi tới thắng lợi chung cuộc với tỷ số 3-2. Ở trận đấu tiếp theo, đương kim vô địch Sài Gòn Phantom dễ dàng vượt qua Box Gaming